lên hẹn hò như đâu. Dạ. Ờ, cảm ơn Trang Hà. Ông chích chỗ này đi hả con? Để má hai coi, chỉ ra má hai con mày ông chích đâu? Để giống luôn. Trời. Còn gì có xích gì không? Xích gì á? Quá trời xích vậy. Thì sáng thấy chưa không thấy hết rồi. Sáng lấy hộp kem của mẹ nó xích. Đâu lại lại bố. Lại bố coi cái nữa coi. Gãy thì vô nó bữa nó lỡ. Giờ nó ngứa lành nó chị. Ừ, giờ bây giờ nó ngứa. Nhưng mà nó còn độc quá xíu này. Dạ. Quá trời luôn. Không ông ác quá hả Sơn Hà? Ông chích con hả con? Dạ được chứ. Ừ. Dạ. Dạ được dạ, con. Dạ. Dạ. Ông chích con hả dạ. Con? Dạ. Dạ. Sao hồi nãy dạ dữ lắm mà. Dạ. Ông chích con hả? Dạ dạ. 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 Dạ đi, ông chích con phải không? Dạ. Đúng rồi. Dạ. Ông chích con phải không con? Đau không con? Vậy. Đau không con? Đau không con? Dạ đau. Đang không cơm, đang không? Bữa nay mời về Út ăn bánh xèo ha. Nãy em có rủ Út 15 rồi phải không chứ? Dạ, nói đâu có tôm sẵn nè mẹ. Tôm mình đi hái rau sư ca. Mình đi hái rau đi. Dạ. Để tối. Dạ, dạ. Hoàng Sơn chào cả nhà nha. Bữa nay mình ăn bánh xèo chung với nhà Nam Việt nha, đầu năm. Hồi sáng mẹ nói định hái bánh xèo, hái rau đẩy bánh xèo cho cô Sáu. À, cô Sáu lên sớm quá. À, nay Út 14 về Út 15 lại có lộc ha. Rồi. Bữa nay mời cả nhà mình ăn bánh xèo nghe, rau nhà trồng luôn. Còn tôm này mẹ để dành hồi trước Tết nè. Tôm bạc non này đổ bánh xèo ngon lắm, mềm mềm dễ ăn. Tôm bạc này cái vỏ nó mềm hơn là tôm đất ăn dễ ăn hơn ha. Bà Sơn sửa xe cho bà nội rồi rồi sửa xe nha nội rồi sửa cho có thắt rồi hả nông trời ơi sửa cái bình hết nhiêu Sơn thay cái bình hết 1.850.000 chờ Út ra đang đi hái rau nữa dạ để gì đi ba gì cháu mình đi Sơn ca để ta chải tóc cái hả Sơn ca nhiều mọi vui không có nhớ nhà không nhớ hả cái của mẹ đang non nè ăn ngon lắm không còn cái này hái sao mình nhổ ha mình nhổ lên xong rồi mình cắt luôn nhiều mình nhổ cho nó thưa thưa đi Út còn chờ lại món nó lớn đã không thấy mẹ với con cắt cái lá để dành cả nhà cái kia cái cây bự nãy giờ ăn rau sạch nghe không có phân không thuốc gì nghe chưa hả? Kiếm ở đâu có cái lá gì mà ăn chắc chát á Sơn ca? Lá cách hả? Ừ, có là đột xài, đột mận. Giờ này chắc không có đột đâu, giờ này... Có, đột xài nhiều lắm. Thấy lá vậy cũng được, lá sáu ra, chắc chát luôn. Còn con thì phải ăn đột xu đũa hả?
Ủa? Được ha. Dân canh này nói như con dê gì đó, đọc số đũa. Trời ơi, Diệu Khanh con dê. Diệu Khanh tuổi con gì Diệu Khanh? Tuổi con Beo á. Con Beo á, nó tuổi con gì đó, Út không nhớ nữa. Mà cứ mỗi hay mỗi năm hỏi Beo mấy tuổi, cái nó nói tuổi xong cái hỏi tuổi con gì, cái nó đổi tuổi. Cái năm nay hỏi Beo mấy tuổi, xong nói xong cái tuổi con gì. Năm nay con đổi qua tuổi con bò rồi. Năm nào cũng đổi vậy. À. Mỗi năm mỗi khác nhau à. Trời, có ra nhà sướng như vậy. Coi vậy chứ mình trồng ít mình ăn hết luôn. Dạ ăn không hết. Ở trên nhà Út có một mấy cái chậu cây mai mà trồng rau dấp trên cái chậu á sư ca. Mà ăn không hết luôn. Dạ. Ừ, ở đây là cái dũng rau dấp nữa sư ca. Ở đây có dũng rau dấp. Dạ. Đây là của mẹ, mẹ trồng á. Cái rau dấp mỗi thứ ít thôi, đừng nhiều quá ăn hết. Dạ. Đừng cho nó nhiều lại. Để cái điện thoại đang lắp cái trúc ra vô thân nước nữa. Rửa luôn cái điện thoại luôn. Chị hái thêm cái rau kia à, mẹ thích cái rau này nè. Còn em thì thích ăn cái rau này nó không có cay. Để chỉ nhiều thứ giòn lại nhiều lắm. Mà lần nào mình ăn cũng còn dư rau á, phải thấy nhiều. Sơn Hà như mới chở nó về nhà nó đòi đi nữa. Nay ham đi lắm. Giờ dạ giờ bỏ xuống là đòi đi à. Ủa anh Yên đi công chuyện rồi chị qua đây rồi ai bán hàng. Ngoài ngã Ba Thất. Ngã Ba Thất tự nhiên chị thích nghe tiếng cô gái hả? Con đó thích lắm. Tại vì nhà vợ Út có sẵn con tắc kè rồi. Kêu thấy thương lắm, nghe cổ cổ. Ừ. Giờ mình mua thêm, năm nói hãy nuôi thì con một cặp á. Con này nó gái thì con đi gái theo. À, cây số đũa của vợ Út nè. Cây số đũa à? Vợ Út chỉ sinh ca. Trời, thấy cái lá cách hen, lá cách non non ăn ngon lắm. Con là sao? Dạ. Nhà cháu này có cái lưới này, vô phải vô vòng vô trong không? Chở cái đòn lại hả? Út ăn không rồi chứ Út chưa từng hái. Mẹ với chị hái ăn. Nãy Út về thăm ngoại hả? Ừ, Út về thăm ngoại. Sơn Hà cũng hái rau đó Sơn Hà. Mẹ ở bên cô Sáu có đọc xài non không mẹ? Sáng đồng đồng, đồng đồng. Đọc xài hả? Dạ. Có không? Có, hôm qua con ngồi con thấy có. Vậy tới đâu cũng mẹ hết hả? Đĩa, đĩa. Đi ngắn này cô Sáu. Út ơi đi, Út ơi đi. Bà ấp ơi. Mày dắt vô. Mày dắt vô đi ha. Mày dắt vô đi ha con. Mày dắt vô đi bộ đã lắm nè. Vô đi bộ mới mát. Sáng hai cho cô chú đi. Dép này có chặt không? Được hả? Rồi trên kia. Khoan, lấy băng dài vô cho Sinh Hà nữa đã. Đi dài lên mắm. Rồi. Chị bỏ chạy sáng đêm luôn. Xuống đây con. Hay quá à. Bỏ vô máy đó, bỏ quên luôn. Đâu trăng đâu, con chỉ trăng bỏ coi. Trăng đó hả? Đó, trăng đó. Đâu, bỏ đâu có thấy đâu. Đâu. Anh đâu? Đâu, đây. Đó rồi đây. Ông Khanh, hồi nãy á. Chị hỏi nó khoe là con ông chích đó, chị hỏi ông chích ra không? Ừ. Cái ông chích ra không? Ừ. Có ừ không hả? Ông ngoại hả? Ngoại chích ở trên ngoại hả? Ông, đi về đây nè. Về đây mới bị đó. Mẹ à. Đẹp quá mẹ à. Mẹ nói bông này không ăn được sống nghe. Mẹ thấy nó đẹp rồi sao? Cái màu nó đẹp dữ vậy không? Không, cái màu nó đẹp quá trời vậy không? Mẹ chụp hình rồi. Chụp hình, chụp hình xin ca. Chụp hình đẹp thấy thổi nè. Dạ, con cứ dạ. Đi xuống nhà cái xuống nhà cái nóng. Con làm đi xuống hả? Đi. Đi. Rẻ thế nổi. Bố dắt đi nhanh. Bố dắt. Nói ấm luôn đi. Nói dắt đi. Nói dắt con đi. Sao mà thôi? Ấm con. Đây ấm. Con chỉ con ốc. Nó kêu con ốc
ghét ốc lắm, nó thấy là anh đập cái vỏ nó chết rồi. Nó ghét ốc lắm. Mày nói ổng con đi, nó rành nó ha. Sơn nè, ổng đẹp. Đẹp ốc ha, à, đẹp quá. Cho Sơn hết luôn á. Bỏ ơi. Trời ơi, lùng lùng vậy đó hả năm? Bảo ơi. Bảo kịch trước ạ, cái ngã này nè. Nhà Sáu có mấy cái máy móc nữa. Máy này xưa dữ rồi nè. Bà Sáu ơi, có nhà không? Sáng hả? Dạ. Bà Sáu ơi, có nhà không? Dạ. Bà Sáu không có nhà rồi, bà Sáu khóa cửa rồi. À, bữa nay cô Sáu không có nhà ha. Nó bị được sáu lắm không? Dạ hả? Thôi vậy thôi. Rồi vậy thôi. Bà Sáu ơi. Bà Sáu có nhà không? Bà Sáu ơi, con là xin nhà. Kêu bà Sáu trong nhà. Kêu đi con. Alo. Bà Sáu ơi, mở cửa, kêu đi con, kêu đi. Bà Sáu. Mở cửa ra. Con là Sơn Hà nè. Bà Sáu ơi. Bà Sáu đây, Sơn nó còn cái điện anh đang hai cháu và cả mấy người cháu và cả chơi. Mở cửa nè, con đi. Kêu đi con, kêu lớn lên. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi. Bà Sáu không có nhà, về thôi. Mình về đi con. Về. Về thôi. Về. Bà Sáu ơi, xong nữa. Bà Sáu ơi, xong đi. Bà Háo ơi, bà ơi. Con là Sơn Hà nè đó hả? Trời ơi. Lâm Hồng Mai cỡ bận. Đúng á. Ngày tháng năm nào cũng đẹp. Cái này lặt mà 4-5 thứ lộn lại chắc cũng cỡ cái hồi xưa ta kêu bằng hái một cái rổ rau mà bự cỡ cái rổ bắt cá đó. Trộn lại làm sao rõ thêm nữa. Lại hái hết giờ thấy cũng nhiều quá ha. Đâu có xíu nó mua cả thêm xíu mua thêm nè. Trời ơi. Bởi vậy con thấy sao mà hái xịt mà sao về quá trời vậy. Vậy mà mẹ còn kêu hái hết dòng. Dạ. Có lộc ăn mà. Có phải cũng cần gì lo. Mẹ nói rau ngon quá à, chiều đổ bánh xèo không? Đâu có biết sao? Mà, đâu có biết. Đâu biết ok ghé đâu, đâu. Dạ. Mình thấy rau ngon đó, còn lá cải nữa kìa. Dạ cải. Lá mơ nữa kìa. Ừ, lá mơ một rừng lên trên đó. Vậy sao lại cắt ít đậm đi. Ít đậm lọc bỏ vô đây luôn. Dạ. Cắt đại con dây rút xuống chị. Có chuyện cắt đây nhầm là... nó chết ngang dây ạ. À. Nhiều lắm. Hai đỉnh. Hai cái đọt á. Nó non á chị. Lá non có nhiều chứ đọt không ăn được. Dạ. Ủa, cái đọt ăn không được hả? Dạ. Không? Ăn bánh không? Mấy cái lá thì nó nằm trên gần cái đọt đó vậy, là nó non. Nên là mình cứ chơi thoải mái tới giao thừa giống như mấy ngày giao thừa đi không sao hết á. Không ai quở hả? Vấn đề là Sơn nó có thích nổi với mình hay không thôi. Không ai quở là ăn gì ăn dữ vậy hả? Không ai kêu mình về á. Mẹ anh ấy. Người nhà cũng không kêu mình về nữa. Còn Tết mà. Mẹ anh ấy ngày xưa mình ăn Tết á, ăn gì cũng được, không ai quở á. Còn bình thường mà đem ra mình làm bột cái người ta nói ăn gì mà ăn hàng thấy sợ. À, đó, nên là Tết tranh thủ ăn. Xin biết hơn hồi xưa Tết ở phòng nhỏ đó là mấy nhà mà khá khá mà có lúa gạo dự trữ nhiều ha. Là làm bánh phồng lần mấy giả nếp. Dữ vậy hả? Ừ. Bắt đầu là mượn dân lại một người thì giả, một người thì khuấy bột. Bánh phồng á, bánh phồng cực lắm. Mấy đứa nhỏ thì rồi cán, nhà thì cũng hơi. Rồi mỗi nhà Tết đó hay mua một đôi chiếu mới để dành đặng trải Tết đó, chiếu giấy bỏ đó. Chưa trải đó, chứ bắt đầu cái đem giặt cho phơi nó bánh ra hào hết. Rồi bắt đầu mới phơi bánh. Có những cái bánh nó bị in hình chưa chiếc nước sơn á. In hình ngược ra lên là. Giờ đâu có còn cảnh đó nữa không Khanh ha? Hồi đó vậy là vui ha. Vui lắm, vui như Tết mà. Hồi đó gặp bánh nôn nao. Dạ, bây kêu nó dạ. Mà rau này là không có thuốc gì hết mà cũng không có sâu hay quá ha. Dạ. Tại mẹ mới trồng cái vụ này á, chứ cái vụ sau là sâu dữ. Dạ. Có đó.
mà nó có rồi nó trậu lá hậu lắm, lắm. Lẻ lắm chị, chỉ cần một đêm thôi ăn nhầm hết luôn. Bởi vậy mình phải ăn non non vậy phải không? Dạ, đúng rồi. Với lại mình ăn trước sau. Mình ăn rồi mình đổi mùa vụ. Thí dụ ngay chơi cái dòng đó đó mình trồng cái cây khác rồi thời gian sau tháng sau á mình mới trồng lại nó. Là nó không có trứng sâu. Này chế thịt bỏ thêm nhân ha. Dạ, yeah, bỏ nhân. Thì mẹ có làm tôm này bỏ tủ lạnh nè. Dạ. Tôm có thịt vô nó ngon. Mẹ làm củ sắn nữa hả mẹ? Củ sắn là phải làm cho ra nước bớt thôi mẹ. Để nó mềm. Rồi, ừ. Dắt nó ra nước bỏ bớt. Luộc thì dắt. Luộc thì dắt hả? Nãy hai rau cũng ít mà nói sao đổ ra thấy nhiều quá. Ai giờ em mua thêm rau quá chừng hả? Mua thêm rau sống. Ở nhà có salad cho rau mẹ xanh rồi. Mẹ có hái thêm rau dắt không mẹ? Không. Nhiều nhân dữ à. Ôi. Thịt thì nãy chia chín rồi không em? Còn tôm thì nhanh chín ha. Ôi trời ơi. Té bể chén làm sao? Đứng còn chảy máu quá, đi ra đây con. Nè má, kéo cái bình dây lại nè. Nè nè bút nó nghe là con chê nó kêu sao con? Mẹ ha ha. Mẹ ha. Bắt con đi. Ừ anh bắt con về cho con chơi hả? Nó kêu sao con? Dạ. Mẹ ha ha. Kiểu hay quá à. Kêu nhờ. Mẹ giờ ngoài nó còn thấy lô con dê nữa mà. Nãy giờ nó mời từng người luôn đó Sơn ca. Dạ. Bà ok, ăn đi. Sao? Ừ. Mẹ sẽ ăn cái bơ rồi nắng nữa. Nắng nữa. Ờ, chứ bỏ chi cũng ăn đây. Đợi ăn đi. Giờ một người làm cả đại đội ngồi chờ. Sao chịu nổi. Bởi vì nhà ngoại đông vậy sao chưa bánh xèo ăn đủ ta? Chiêu cái nào nó bực tẩu. Một người ăn cái không hết. 12 cái là xong phải không? Cái chỗ bự cái gì chứ hả? 10 cái là không hết rồi. 10 cái ăn hết. Cái chiên nó dày á bằng 2 phần 3 cái bọt gì à. Dạ lột 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 cho con ăn. À coi anh bắn nè, đó bắn lên lưới luôn. Vậy mà mình nói không biết chơi cách sao. Anh hai bắn mạnh nó đụng lưới xanh luôn. Ăn nha. Rồi mẹ đem mấy trái bắp ra nướng rồi hả? Cái bụng chưa xương không? Dạ. Cái bụng chưa? Dạ rồi. Dạ xíu mẹ cho mấy cái bánh không. Cho mẹ xin dầu chồng đi xin không? Dạ. Ghê quá. Ôi ghê quá, bắt em hoài ha. Ê ghê quá. Ôi cả nhà mình nhập tiệc, uống xong vô, còn không? Dạ. Thôi xin không chờ xíu nha. Cảm ơn con nghe. Có hai. Có hai cảm ơn Tương Hà. Nhúc nhích là khách được ha. Qua cho Khanh xong ha. Xong rồi thải ba trái bắp vô trong nồi luôn. Lò luôn. Bớt lửa ra cho nó khác vỏ. Ngào với đi ha. Đây nồi sớt qua đây con với
cái chân nóng lên sưng không? Rồi, đây xin bây ăn. Rồi, cảm ơn. Cái nhà sẽ xứng ra bị vừa ăn không nha. Giờ vừa cũng phải ăn ngon lắm chứ. Không đãi nữa đâu. Già cả ở đây đâu có tự làm được gì. Hôm nay là già. Thằng không biết là thưởng thức hết cái hương vị nêm nếm coi xíu chứ. Dự trữ dữ lắm nè, tôi cũng tặng chắc đủ thứ. Sáng đi chợ luôn cái gì đó à. Chưa có chưa. Tặng cho nó xả. Hồi trưa tại vì mẹ hái rau cho cô Sáu cô Út. Rồi cái mẹ hỏi ăn bánh xèo không? Dạ. Thì cái anh nói dậy tối làm ăn. Ai ngờ có mấy dốt ghé vui quá chừng. Bây giờ nói có lòng ăn, có phần không cần gì lo thấy không? Ừ, tiền này dữ lắm rồi đó. Tiền mới ngồi tập thì sao không có được. Lên sao lên mất cái chân. Đúng rồi. Con để bà Yên miếng không? Con xin hạ. Được không xin hồn? Con ăn kèm với rau được không Sơn Hồng? Nó ăn không gì hết á, không nhân, không có rau. Sơn Hà nay tập ăn nhân ăn rau rồi nghe Sơn Hồng, con cũng phải tập nghe. Con ăn bánh tết là con ăn với rau. Ừ, cái rau nào mà không đắng á, mình ăn. Con ăn tập thể dục hả? Dạ, càng ngon á. Rồi, mời cả nhà mình nghe. À, hôm nay thì vô tình được ăn bánh xèo chung với mấy dì Út ha. À, cũng hết Tết rồi, nhưng mà chúc bà con mình năm mới làm ăn phát tài nha. Nay là khai trương rồi. Khai trương là từ mùng 6, mùng 8, mùng 9 là bà con mình khai trương rồi ha. Rồi, cảm ơn cô chú đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha. Rồi, xin không bye bye cô chú nha, xin nha. Rồi, xin hẹn với cô chú luôn, xin không. Rồi, hẹn gặp lại cô chú ở video sau nha. Trời ơi, nó gặp rổ nó ngoái à.